Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này là buổi quá trưa. Và tôi đang cảm thấy cái bao tử trống lỏng. Do đó tính rảo ra đường Trần Bình Trọng ăn tô hủ tiếu gõ. Ra ngoài thì phải đeo mask, vừa đi vừa tự ghi hình để có chuyện kể. Tôi thả bộ ra đường Trần Bình Trọng. Đây là con đường hẻm đi vào nhà tôi. Chó giữ nhà, chó giữ nhà sủa dữ lắm. Đây là loại bông loại cây, nó hút khí độc, thành ra người ta thích trồng ở trước nhà để làm sạch không khí. Ở đây trước nhà người ta thường trồng cây xanh để tạo cảnh. Tôi sẽ quẹo trái để đi ra đường Trần Bình Trọng. Ở đây người ta nuôi chim, do đó bạn nghe tiếng chim hót suốt ngày. Trời âm u, chiều nay có thể có mưa. Trước mặt là đường hẻm 120 Trần Bình Trọng. Ngày xưa là hẻm Trúc Giang. Chỗ gửi xe. Này là cái gì vậy? Đi thẳng ra ngoài thì tôi sẽ đến đường Trần Bình Trọng, quẹo trái sẽ đi ngang nhà thờ chợ quán. Đây là bức tường của trường tiểu học Trần Bình Trọng. Ở đây người ta làm những cái bích báo để nhắc nhở mọi người có cuộc sống lành mạnh, tiết kiệm điện. Hãy để trái tim sưởi ấm ngôi nhà thân yêu của bạn.
tiệm cà phê The XXX House. Những thứ bạn có thể ăn và uống ở đây. Tôi sắp ra đường Trần Bình Trọng. Ở đây có bán bún riêu. Tôi đã ra đến đường Trần Bình Trọng. Chỗ này là cơ sở sửa xe. Trời ui ui. Như sắp có mưa. Ở đây có cơ sở học tiếng Anh, học chương trình ESL của Hoa Kỳ. APEC Leader, học tiếng Anh ESL Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam. Tôi đang đi ngang nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Trời kéo mây đen. Có thể có mưa. Ở đây là nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Người ta đang lót lại gạch trên các cái sân. Tôi đang lòng vòng trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán, trường tiểu học Trần Bình Trọng. Tượng Đức Mẹ Maria. Tháp chuông nhà thờ. Khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán buổi quá trưa. Cửa thông ra đường Trần Bình Trọng. Tôi đang lòng vòng trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Tiết trời lúc này rất là oi bức. Ở đây người ta bắt đầu trồng những cây cao lùng. Vài năm nữa thì những cây cao này mới cao. Lúc đó trong sân sẽ có nhiều bóng mát. Ở đây người ta trồng rất nhiều bông giấy. Đây là bông giấy. Bạn thấy
tháp chuông cao dòi dòi. Hôm nay là cloudy day, một ngày trời nhiều mây. Ở đây là quầy sân của nhà thờ Bà Đạo Chợ Quán, mà cũng là sân của trường tiểu học Trần Bình Trọng. Thỉnh thoảng có những luồng gió làm cho bớt oi bức. Tháp chuông nhà thờ. Tượng Đức Mẹ Maria. Ở đây đầy hoa. Tháp chuông nhà thờ cao dòi dòi, từ đây mỗi ngày vang lên 3 hồi chuông báo sáng 4:30, báo trưa 12:00, báo chiều 4:30. Bây giờ thì tôi đến chỗ bán hủ tiếu, hủ tiếu lề đường. Đi ra cổng thì tôi sẽ ra đường Trần Bình Trọng. Lúc này người ta đang tráng lại cái sân. Mặt trời sunset ở hướng Tây. Tôi sẽ đi ra ngoài. Đến chỗ bán hủ tiếu. Trên trời mây đen, báo hiệu là có chỗ đã có mưa. Lúc này chỗ bán hủ tiếu vắng khách. Tôi sẽ ghé vào đây để ăn tô hủ tiếu. Cho tôi tô hủ tiếu nha, hủ tiếu xương nha ha. Có không? Đây là nấu hủ tiếu. Tô những đồ lĩnh kỉnh. Kiếm chỗ ngồi. Tương ớt. Sa tế. Này là ớt tươi. Chanh. Tỏi chua.
xì dầu. Đủ thứ. Tôi đã đến chỗ ăn hủ tiếu. Đây là tô hủ tiếu xương. Tháo cái mát ra. Lấy cái khăn mát. Bây giờ là 1 cục xương. Hủ tiếu. Nặng chanh. Tôi thích tỏi chua. Đây là tỏi chua. Bây giờ là nhâm nhi. Đói bụng, ăn cái gì cũng ngon. Tiếu có giá. Ăn với ớt. Với sườn. Đây là sườn giống như là barbecue. Giống như là xá xíu. À, giống như chiếu quách đó.
vừa lấy hình vừa kể chuyện. Tỏi sườn heo rất là nhiều thịt. Giờ này vắng khách bởi vì quá giờ ăn. Đây là cục sườn. Trời muốn mưa. Mưa thì có dù che và để sẵn mấy cây dù để che nắng mưa. Đói bụng thì ăn cái gì cũng ngon. Thật ra muốn ăn ngon á là phải chờ lúc đói bụng. Trời nóng, do đó lúc này ra ngoài thì tôi thường mang theo khăn ướt, khăn lạnh, do đó rất là tiện lợi trong chuyện ăn uống. Yeah.
bây giờ là đi trả tiền rồi đi về. Có nước uống. Bây giờ là thả bộ đi lần vòng về nhà. Bên kia người ta rào bán cái áo thun, 3 cái áo 100 ngàn. Bây giờ thì tôi đi về nhà. Tôi sẽ đi thẳng ra đường Nguyễn Trãi, rồi đi vòng theo đường Nguyễn Trãi về nhà. Ở đây người ta bán xoài, những trái xoài. Nhà thờ họ đạo chợ quán Church of Chowan Parish. Church of Chowan Parish. Đứng ở trước cửa nhìn vào cảnh sắc nhà thờ rất đẹp, hiện ra với tháp chuông cao vút bên hai hàng cao kiển. Ở đây người ta bán đường làm thành bông gòn. Tôi đang thả bộ trên lề đường Trần Bình Trọng. Ở đây là phòng khám sản phụ, phụ khoa hiếm muộn. Đường hẻm 120 Trần Bình Trọng. Cà ri Ấn Độ. Nhà hàng Ấn Độ Bombay. Hair salon. Hớt tóc. Đường Trần Bình Trọng người ta gạch
ô để làm parking cho xe. Ngã tư Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng, đèn đỏ thì xe dừng lại. Ở đây có rất nhiều tiệm sửa xe gắn máy. Đây là ngã tư Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng. Có xe bus 68 đi từ Chợ Lớn qua khu chế xuất Tân Thuận, đi từ bến xe Chợ Lớn qua khu chế xuất Tân Thuận, giá vé là 6.000. Trên đường Nguyễn Trãi có rất nhiều tiệm thời trang. Tân Lạc Viên thì nghỉ bán rồi, mặt bằng cho thuê. Đây là một tiệm hủ tiếu Nam Giang rất lâu năm bây giờ đã nghỉ bán. Đèn đỏ, xe dừng lại. Xe chở xà bằng. Mỗi khi đổ đèn thì xe ào ào tuôn ra. Poti pot tức là cái hộp đèn. Đi thẳng theo hướng này thì chúng ta sẽ vào Chợ Lớn. Trời mây dần vũ như là sắp có mưa. Mỗi lần đổ đèn thì xe chạy ào ào giống như ông dở tổ. Tiệm thời trang của Baby Shop. Xe bus 68 chạy xuống hướng Chợ Lớn. Xuống bến xe Chợ Lớn, nó sẽ đậu ở gần chợ Bầu Sen. Do đó muốn đi xuống Chợ Lớn thì chúng ta sẽ đi đến trạm ở gần Bầu Sen, chợ Bầu Sen. Xe bus 68 nó sẽ dừng ở đó. Tiệm thời trang nữ, những kiến đây là trà cổ, ở trên đó có hát karaoke.
Đây là căn nhà cất mé sau của nó tiếp giáp với nhà tôi. Nhà cất rất là cao. Sắp xong cái phần vỏ. Dưới gốc cây thì người ta đốt nhang cầu tài. Đây là nhà rất cao. Phía bên kia thì là những tiệm thời trang. Trên Nguyễn Trãi rất nhiều tiệm thời trang. Tôi đang thả bộ lòng vòng trên lề đường Nguyễn Trãi. Đứng trước căn nhà. Mà phía sau của nó tiếp giáp với nhà tôi. Ở đây người ta thay chủ và lại sửa chữa. Không biết là bán cái gì. Mé bên kia toàn là những tiệm thời trang. Tiệm Adam Store, chuyên mai đồ bếp. Chuyên mai đồ bếp. My Kingdom, tức là vương quốc đồ chơi trẻ em. Thấy những đồ chơi trẻ em đua tốc độ. Eva Fiction, trước đây cũng là thế giới di động, bây giờ người ta thay đổi mặt hàng kinh doanh thời trang, người ta viết là Fiction. Đường Nguyễn Trãi buổi quá trưa. Tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Chào. Chạm tay vào nút đỏ là tắt. Tắt.